Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 3 phẩm song yếu. Nó mắng tôi, đánh tôi. Nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy? Hận thù không thể nguôi. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Hiềm hận gốc rễ của khổ đau. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gặp phải những tình huống khiến mình cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương. Những lời mắng chửi, những hành động thô bạo, hay cảm giác bị thua thiệt, bị cướp mất thứ gì đó có thể làm dấy lên trong lòng chúng ta những cảm xúc giận dữ, hờn trách. Khi những cảm xúc này không được giải quyết, chúng dễ dàng biến thành hiềm hận, ăn sâu vào tâm trí và khiến ta không thể tìm thấy sự an yên. Bài kệ thứ nhì trong phẩm song yếu đã nói rõ điều này. Nó mắng tôi, đánh tôi. Nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy? Hận thù không thể nguôi. Bốn câu kệ này nói về sự phản ứng của chúng ta khi bị tổn thương và cảnh báo về hậu quả của việc ôm giữ hiềm hận. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về hiềm hận, tại sao nó xuất hiện, và cách nó trở thành gốc rễ của khổ đau trong đời sống. Phản ứng tự nhiên khi bị mắng chửi và đánh đập. Phản ứng của con người khi bị người khác mắng chửi hoặc đánh đập là rất tự nhiên. Đó là phản xạ tự vệ, một cơ chế bảo vệ bản thân trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Khi bị xúc phạm, chúng ta thường cảm thấy giận dữ và muốn phản công lại, để bảo vệ danh dự và sự tự trọng của mình. Hãy tưởng tượng một tình huống như sau, bạn đang làm việc chăm chỉ, nhưng đột nhiên sếp của bạn bước vào và mắng chửi bạn vì một lỗi lầm mà thực ra không phải do bạn gây ra. Cảm giác đầu tiên chắc chắn là tức giận, cảm thấy bất công và bị xúc phạm. Những cảm xúc này là điều dễ hiểu, vì chúng ta luôn mong muốn được tôn trọng và công nhận. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, sự giận dữ có thể biến thành hiềm hận. Bạn bắt đầu giữ trong lòng sự oán giận đối với sếp của mình, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng và thậm chí là các mối quan hệ khác. Tương tự, khi bị ai đó đánh đập, phản ứng tự nhiên của chúng ta là tự vệ và chống trả. Hành động bạo lực từ người khác không chỉ làm tổn thương về mặt thể chất, mà còn gây ra tổn thương tinh thần sâu sắc. Sự giận dữ vì bị tổn hại về mặt thân thể có thể nhanh chóng biến thành lòng thù hận nếu không được xoa dịu. Cảm giác thất bại và mất mát. Ngoài việc bị xúc phạm hay đánh đập, cảm giác thất bại và mất mát cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiềm hận. Khi chúng ta cảm thấy bị thắng, hoặc bị cướp, mất điều gì đó, dù là một cơ hội, một tài sản, hay thậm chí là một người thân, chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái đau khổ và bất mãn. Ví dụ, trong một cuộc cạnh tranh công việc, nếu bạn không được chọn cho một vị trí quan trọng mà lại thấy người khác đạt được, có thể bạn sẽ cảm thấy bị thắng. Từ đó, những suy nghĩ tiêu cực có thể bắt đầu hình thành, tại sao mình lại không được chọn? Người đó giỏi hơn mình sao? Đó có phải là sự bất công không? Cảm giác ganh tị và bất mãn có thể biến thành hiềm hận đối với người đã được chọn, khiến bạn luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi nhìn thấy họ. Tương tự, nếu ai đó cướp mất cơ hội hay tài sản của bạn, hiềm hận cũng có thể nảy sinh, và nó trở thành gánh nặng tinh thần mà bạn phải mang theo. Một ví dụ khác là khi bị phản bội trong tình yêu. Khi người bạn yêu thương rời bỏ bạn để đến với người khác, bạn có thể cảm thấy mình đã bị cướp mất hạnh phúc. Cảm giác tổn thương sâu sắc có thể dẫn đến thù hận, không chỉ với người đã bỏ bạn mà còn với người thứ ba trong mối quan hệ. Nếu không thể buông bỏ, sự đau khổ này sẽ mãi đeo bám và hủy hoại cuộc sống của bạn. Tác động của việc nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực. Hiềm hận, nếu không được giải quyết, sẽ âm thầm phát triển và ăn sâu vào tâm trí chúng ta. Nó trở thành một loại chất độc tinh thần, làm hủy hoại sự an yên của chính mình. Cảm giác thù hận không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn lan tỏa sang cách chúng ta nhìn nhận thế giới và đối xử với người khác. Ví dụ, nếu bạn luôn giữ trong lòng sự oán giận đối với một người đã làm tổn thương mình, mỗi khi nhìn thấy người đó hoặc chỉ cần nghe nhắc đến tên họ, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy bực tức và khó chịu.
Tâm trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với họ, mà còn làm tổn hại đến các mối quan hệ khác. Bạn có thể trở nên dễ nổi nóng, ít kiên nhẫn và xa cách với những người xung quanh. Sự tiêu cực này dần dần lan rộng, biến bạn thành một người luôn bất mãn và khó chịu, dù nguyên nhân chính chỉ bắt nguồn từ một hiềm hận ban đầu. Thậm chí, hiềm hận còn có thể tác động xấu đến sức khỏe thể chất của bạn. Khi bạn liên tục giữ trong lòng những cảm xúc tiêu cực, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách tạo ra các hormone căng thẳng như cortisol. Căng thẳng kéo dài sẽ dẫn đến các vấn đề về tim mạch, huyết áp cao và suy giảm hệ miễn dịch. Cảm giác bực tức, ganh tị và thù hận không chỉ hủy hoại tâm hồn mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm giảm tuổi thọ. Ví dụ về sự phá hoại của hiềm hận trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những ví dụ điển hình về sự phá hoại của hiềm hận có thể thấy qua những mối quan hệ gia đình. Hãy tưởng tượng một gia đình có hai anh em, trong đó người anh luôn cảm thấy bị cha mẹ thiên vị em trai. Người anh có thể cảm thấy mình đã bị cướp, mất tình thương và sự chú ý từ cha mẹ. Cảm giác bất công này khiến anh nuôi dưỡng sự ganh tị và thù hận đối với em trai mình. Qua nhiều năm, sự thù hận này lớn dần và ảnh hưởng đến mọi quyết định của anh, từ việc không muốn giúp đỡ em trong những lúc khó khăn đến việc không hòa thuận trong các dịp gia đình. Câu chuyện này không chỉ xảy ra trong gia đình, mà còn rất phổ biến trong xã hội. Trong công việc, có những người giữ hiềm hận với đồng nghiệp vì cảm thấy mình bị cướp mất cơ hội thăng tiến. Điều này dẫn đến môi trường làm việc căng thẳng, thiếu hợp tác và đôi khi gây ra những xung đột không đáng có. Trong tình yêu và hôn nhân, hiềm hận có thể phá hủy hạnh phúc gia đình. Khi một bên cảm thấy bị phản bội hoặc không được tôn trọng, nếu không có sự thông cảm và tha thứ, hiềm hận sẽ tích tụ và dần dần đẩy mối quan hệ đến bờ vực tan vỡ. Người ta có thể sống trong cảm giác đổ lỗi và oán giận đối phương, không thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống chung. Hậu quả của việc ôm giữ hiềm hận. Khi một người bị mắng chửi, bị đánh đập, hay cảm thấy mình bị thua thiệt, bị cướp mất điều gì đó, phản ứng tự nhiên là cảm giác tức giận và phẫn nộ. Đây là những cảm xúc rất con người. Tuy nhiên, nếu chúng ta để những cảm xúc tiêu cực này kéo dài và giữ mãi trong lòng, chúng sẽ phát triển thành hiềm hận. Và chính hiềm hận đó sẽ trở thành nguồn gốc của khổ đau và những hậu quả khó lường, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Một trong những tác động dễ thấy nhất của việc ôm giữ hiềm hận là sự đau khổ về tinh thần. Khi ai đó làm tổn thương ta, ta có xu hướng nhớ mãi về điều đó. Mỗi khi nhớ lại, chúng ta cảm thấy tức giận, bực bội, và đôi khi thậm chí muốn trả thù. Những cảm xúc tiêu cực này không những không giúp ta giải quyết vấn đề, mà ngược lại còn khiến tâm trí chúng ta luôn bị xáo trộn, mất cân bằng. Hãy thử tưởng tượng một người luôn giữ trong lòng sự thù hận. Mỗi khi nhìn thấy người đã làm tổn thương mình, hoặc thậm chí chỉ nghĩ về họ, người đó sẽ cảm thấy bực tức, không thoải mái. Những cảm giác này không chỉ xảy ra một lần mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Theo thời gian, những cảm xúc tiêu cực này sẽ ngấm sâu vào tâm trí và trở thành một phần của suy nghĩ hàng ngày, dẫn đến tâm trạng căng thẳng, lo âu, thậm chí là trầm cảm. Như vậy, chính việc ôm giữ hận thù đã khiến người đó phải chịu đựng nỗi đau tinh thần, không phải chỉ vì hành động của người khác, mà còn vì sự thiếu giải thoát trong lòng mình. Không chỉ gây ảnh hưởng đến tinh thần, việc giữ trong lòng hận thù còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất. Khi chúng ta luôn cảm thấy tức giận và căng thẳng, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra các hormone như adrenaline và cortisol, hai loại hormone liên quan đến phản ứng, chiến đấu hoặc chạy trốn, fight or flight. Ở mức độ ngắn hạn, các hormone này giúp chúng ta đối phó với căng thẳng tức thời, nhưng khi chúng được sản sinh liên tục do hận thù kéo dài, chúng sẽ gây hại cho cơ thể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người luôn ôm giữ hiềm hận, sống trong trạng thái căng thẳng liên tục, có nguy cơ cao mắc các bệnh lý như cao huyết áp, bệnh tim mạch, và suy giảm hệ miễn dịch. Khi cơ thể bị ảnh hưởng bởi các loại bệnh lý này, chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút nghiêm trọng. Một ví dụ điển hình là những người sống trong sự oán giận và căng thẳng thường gặp vấn đề về giấc ngủ. Họ khó có thể ngủ ngon vì tâm trí luôn quay cuồng với những suy nghĩ tiêu cực. Việc thiếu ngủ kéo dài sẽ khiến cơ thể suy nhược, dễ mệt mỏi và kém tập trung, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và các mối quan hệ trong cuộc sống. Một câu chuyện thực tế có thể minh họa cho điều này là trường hợp của một người phụ nữ tên Minh,
Bà luôn cảm thấy bất công khi bị một đồng nghiệp tại nơi làm việc cướp mất cơ hội thăng tiến. Mỗi ngày, bà Minh đều nghĩ về sự việc này và luôn tự hỏi tại sao mình lại không được công nhận xứng đáng. Bà trở nên khó chịu và bắt đầu tránh mặt đồng nghiệp, cũng như không còn tích cực trong công việc. Dần dần, bà Minh mất ngủ, cảm thấy bế tắc và không còn vui vẻ như trước. Hậu quả là sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và các mối quan hệ đồng nghiệp cũng dần xa cách. Cuối cùng, không chỉ bà Minh bị tổn thương về tâm lý, mà sự nghiệp của bà cũng đi xuống. Một khía cạnh khác của việc ôm giữ hận thù là nó có thể phá hủy các mối quan hệ. Khi chúng ta ôm hiềm hận trong lòng, chúng ta thường không thể nhìn nhận mọi việc một cách khách quan. Sự tức giận và cảm giác bất công che mờ lý trí, khiến chúng ta dễ dàng phản ứng tiêu cực với những người xung quanh, ngay cả khi họ không làm gì sai. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn không cần thiết trong gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp. Một ví dụ về sự tàn phá mà hiềm hận có thể gây ra trong các mối quan hệ là câu chuyện của hai anh em trong một gia đình nọ. Người anh cảm thấy rằng cha mẹ luôn thiên vị em trai, dành nhiều tình cảm và tài sản hơn cho người em. Dù không có bằng chứng cụ thể, anh ta luôn giữ trong lòng cảm giác oán giận. Mỗi khi có dịp gặp mặt gia đình, người anh luôn tìm cách làm khó em trai, chỉ trích và gây gổ. Dần dần, mối quan hệ giữa hai anh em ngày càng xa cách, đến mức họ không còn muốn nói chuyện với nhau. Không chỉ mối quan hệ giữa hai anh em bị phá vỡ, mà cả gia đình cũng chịu ảnh hưởng khi các thành viên cảm thấy căng thẳng và chia rẽ. Một ví dụ khác có thể thấy rõ là trong các mối quan hệ hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng khi gặp mâu thuẫn, thay vì cùng nhau giải quyết vấn đề, họ lại để những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng. Một người vợ cảm thấy bị tổn thương vì chồng không quan tâm đến mình, trong khi người chồng lại cảm thấy áp lực và không được tôn trọng. Khi cả hai không thể buông bỏ những hiềm hận này, họ dễ dàng rơi vào tranh cãi, dẫn đến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Cuối cùng, nhiều cặp vợ chồng không thể tìm thấy tiếng nói chung và chọn cách chia tay. Những câu chuyện thực tế này cho thấy rằng hiềm hận không chỉ gây hại cho người giữ nó, mà còn tác động tiêu cực đến những người xung quanh. Nó phá vỡ các mối quan hệ, làm giảm chất lượng cuộc sống, và gây ra những tổn thương về tinh thần và thể chất. Điều quan trọng là chúng ta cần nhận ra rằng việc ôm giữ hận thù không mang lại bất kỳ lợi ích nào, mà chỉ khiến chúng ta đau khổ hơn. Khi ta giữ mãi trong lòng những tổn thương và hận thù, ta giống như người đang ôm một cục than nóng với ý định ném vào kẻ đã làm tổn thương mình. Nhưng trong khi chờ đợi cơ hội để trả thù, chính ta lại là người bị bỏng và đau đớn trước. Sự tổn thương đó không đến từ bên ngoài, mà chính từ bên trong tâm trí chúng ta. Việc buông bỏ hận thù không phải là tha thứ cho người đã làm tổn thương mình, mà là giải thoát cho chính bản thân khỏi gánh nặng của những cảm xúc tiêu cực. Cuộc sống vốn đã nhiều thử thách, nếu ta còn tự chất thêm vào mình gánh nặng của hận thù, ta sẽ tự khiến mình đi vào ngõ cụt của đau khổ. Hãy tưởng tượng một người luôn ôm trong lòng sự tức giận và hiềm hận, họ sẽ không thể tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống, không thể cảm nhận được sự an lạc từ những khoảnh khắc hiện tại. Họ luôn sống trong quá khứ, nhớ về những tổn thương đã qua, và đánh mất cơ hội để sống trọn vẹn với hiện tại. Buông bỏ hận thù để tìm đến an lạc. Hận thù là một trong những cảm xúc mạnh mẽ và dai dẳng nhất mà con người có thể trải nghiệm. Nó bắt đầu từ những tổn thương do người khác gây ra, những lời nói, hành động hoặc thậm chí sự bất công trong cuộc sống. Hận thù có thể bùng phát như một ngọn lửa, và nếu không được kiểm soát, nó sẽ thiêu rụi mọi thứ trên đường nó đi qua, từ sức khỏe, hạnh phúc cho đến các mối quan hệ. Vậy, làm sao để chúng ta có thể buông bỏ hận thù và tìm đến sự an lạc thật sự trong tâm hồn? Hành trình từ hận thù đến sự tha thứ là một hành trình dài và đầy thử thách. Đó không phải là một con đường thẳng mà cần sự kiên nhẫn, nhận thức và lòng quyết tâm. Tuy nhiên, khi chúng ta thực sự bắt đầu hiểu rằng ôm giữ hận thù chỉ làm tổn thương chính bản thân mình, quá trình này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thù hận không chỉ làm tổn thương người khác mà còn hủy hoại chúng ta từ bên trong. Khi chúng ta giữ hận thù trong lòng, nó giống như việc tự uống thuốc độc và mong chờ người khác sẽ bị tổn thương. Hận thù không làm hại kẻ thù của chúng ta, nhưng lại hủy diệt chính tâm hồn, sức khỏe và sự bình an của bản thân. Hãy nghĩ về một trường hợp rất đơn giản, bạn đã từng bị người khác mắng chửi hoặc nói những lời xúc phạm. Tự nhiên, lòng tự trọng của bạn bị tổn thương,
và ngay lập tức bạn cảm thấy giận dữ, tức tối. Bạn có thể nghĩ về điều đó cả ngày, cả tuần, thậm chí cả năm, luôn ôm giữ sự bất công mà người khác gây ra. Tuy nhiên, trong thời gian đó, chính bạn là người chịu đựng những cảm xúc tiêu cực này. Bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, và điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Trong khi đó, người đã mắng chửi bạn có lẽ đã quên đi sự việc từ lâu. Vậy thì, giữ thù hận có ích gì? Buông bỏ hận thù không có nghĩa là bạn phải chấp nhận những gì người khác đã làm với bạn. Nó cũng không có nghĩa là bạn cho phép người khác tiếp tục làm tổn thương mình. Buông bỏ hận thù đơn giản là hành động giải phóng tâm trí khỏi những cảm xúc tiêu cực đã và đang kìm hãm bạn. Khi bạn học cách buông bỏ, bạn sẽ thấy rằng bản thân mình mới là người được hưởng lợi lớn nhất. Chúng ta có thể học cách buông bỏ hận thù bằng cách nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn. Đôi khi, người khác làm tổn thương chúng ta không phải vì họ thực sự muốn như vậy, mà vì họ đang sống trong những cảm xúc tiêu cực của riêng mình. Họ có thể đang trải qua những nỗi đau, căng thẳng hoặc thậm chí là sự giận dữ không kiểm soát được. Khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta có thể cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, bởi chúng ta nhận ra rằng thù hận không thực sự giúp ích gì cho ai. Ví dụ, trong một câu chuyện nổi tiếng về lòng tha thứ, một người mẹ đã mất con trai trong một vụ án giết người. Thay vì ôm giữ hận thù đối với kẻ giết người, bà đã quyết định tha thứ và thậm chí hỗ trợ kẻ đó trong quá trình cải tạo. Hành động tha thứ của bà không chỉ giúp bà tìm lại sự bình an trong lòng mà còn giúp kẻ phạm tội nhận ra lỗi lầm và cải thiện bản thân. Nếu bà tiếp tục ôm giữ thù hận, có lẽ cả bà và kẻ giết người đều sẽ chìm trong bóng tối của sự đau khổ và không thể tìm thấy sự bình yên. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể gặp phải những tình huống nhỏ nhặt nhưng dễ gây thù hận. Có thể ai đó lấn hàng trong lúc bạn xếp hàng mua vé, hoặc một đồng nghiệp lấy công lao của bạn. Những hành động như vậy có thể khiến chúng ta cảm thấy tức giận và bất công. Tuy nhiên, nếu chúng ta ôm giữ sự giận dữ này trong lòng, nó sẽ chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi và căng thẳng. Thay vì để những cảm xúc đó kiểm soát, chúng ta có thể chọn cách buông bỏ. Một trong những phương pháp hữu hiệu để buông bỏ hận thù là thực hành chánh niệm. Khi chúng ta chánh niệm, chúng ta học cách nhận biết cảm xúc của mình mà không bị cuốn vào nó. Chúng ta không phủ nhận hay cố gắng lờ đi cảm xúc giận dữ, mà thay vào đó là thừa nhận và quan sát nó một cách khách quan. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao tôi lại giận dữ? Sự giận dữ này có thực sự giúp ích gì cho tôi không? Khi đặt ra những câu hỏi này, chúng ta dần dần nhận ra rằng hận thù không mang lại lợi ích gì và học cách buông bỏ nó. Thiền định cũng là một cách tuyệt vời để rèn luyện tâm trí và giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Khi thiền, chúng ta tập trung vào hơi thở, để mọi suy nghĩ trôi qua mà không bám víu. Qua thời gian, chúng ta sẽ thấy rằng những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, oán hận sẽ dần dần giảm đi. Chúng ta trở nên bình tĩnh hơn, biết cách nhìn nhận mọi thứ một cách sáng suốt hơn. Buông bỏ hận thù không chỉ giúp chúng ta tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người biết cách tha thứ và buông bỏ thù hận có sức khỏe tốt hơn, ít bị căng thẳng và sống lâu hơn. Thù hận kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, các bệnh về tim mạch và thậm chí là trầm cảm. Ngược lại, khi chúng ta tha thứ, cơ thể và tâm trí đều được giải phóng khỏi áp lực và căng thẳng. Có thể bạn đã nghe câu nói nổi tiếng, tha thứ là món quà bạn dành cho chính mình. Quả thật, tha thứ không chỉ mang lại sự an lành cho người khác mà còn giúp chính bản thân chúng ta trở nên tự do và hạnh phúc hơn. Khi bạn tha thứ, bạn không chỉ buông bỏ những cảm xúc tiêu cực mà còn mở ra cánh cửa cho sự bình yên và niềm vui bước vào cuộc sống của mình. Một ví dụ khác là câu chuyện của Nelson Mandela, người đã bị giam giữ suốt 27 năm vì đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. Khi được tự do, ông có mọi lý do để căm thù những kẻ đã đối xử bất công với mình. Tuy nhiên, Mandela đã chọn con đường tha thứ, không chỉ vì ông mà còn vì tương lai của đất nước Nam Phi. Ông từng nói, khi bước ra khỏi cánh cửa nhà tù, tôi biết rằng nếu tôi không bỏ lại sự cay đắng và hận thù, tôi sẽ vẫn bị giam giữ. Hành động tha thứ của ông đã trở thành biểu tượng cho hòa bình và sự hòa giải trên toàn thế giới. Buông bỏ hận thù và tìm đến sự an lạc không phải là điều dễ dàng, nhưng nó là con đường dẫn đến sự giải thoát và hạnh phúc thực sự. Khi chúng ta buông bỏ những cảm xúc tiêu cực,
chúng ta không chỉ mang lại sự bình an cho bản thân mà còn lan tỏa điều đó đến những người xung quanh. Trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta đều có thể lựa chọn, tiếp tục giữ hận thù trong lòng hoặc buông bỏ để bước đi trên con đường của sự thanh thản. Sống với lòng từ bi và tha thứ. Tha thứ là một trong những phẩm chất cao quý và khó thực hiện nhất mà con người có thể đạt được. Đối diện với sự tổn thương, bất công, phản bội hay đau khổ, chúng ta thường có xu hướng nuôi dưỡng hận thù. Nhưng chính lòng từ bi và khả năng tha thứ mới là chìa khóa để chúng ta giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Lòng từ bi, trong Phật giáo, là tình thương vô điều kiện, không phân biệt đối với tất cả chúng sinh. Nó không chỉ là cảm xúc thương hại mà là sự thấu hiểu sâu sắc về nỗi đau của người khác và mong muốn giúp họ thoát khỏi đau khổ. Khi chúng ta phát triển lòng từ bi, ta học được cách đồng cảm và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, từ đó giúp ta buông bỏ những cảm xúc tiêu cực như hận thù và oán giận. Để sống với lòng từ bi, điều đầu tiên cần làm là hiểu rằng tất cả chúng ta đều có những lúc phạm lỗi lầm. Cả những người gây ra tổn thương cho ta cũng không phải là ngoại lệ. Họ có thể đã hành động vì sự ngu dốt, sự sợ hãi, hoặc những hoàn cảnh không lường trước. Nhận thức được điều này giúp chúng ta bớt đi sự khắt khe và căng thẳng trong các mối quan hệ. Thay vì giữ lòng thù oán, ta học cách nhìn thấy họ qua lăng kính từ bi và sự tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta phải quên đi những gì đã xảy ra hay chấp nhận những hành động sai trái. Tha thứ là việc chúng ta giải phóng chính mình khỏi sự ám ảnh và gánh nặng của hận thù. Khi chúng ta không tha thứ, ta như tự giam cầm mình trong quá khứ, mãi bám lấy những tổn thương. Ví dụ, một người bị phản bội trong tình yêu có thể cảm thấy không bao giờ có thể tha thứ cho người đã gây tổn thương cho mình. Tuy nhiên, nếu cứ giữ mãi cảm giác đó, họ sẽ khó có thể tiến lên phía trước và tìm thấy hạnh phúc. Sự tha thứ, trong trường hợp này, không chỉ là sự giải thoát cho người khác mà còn là sự giải thoát cho chính mình. Hãy nghĩ về một câu chuyện của một người phụ nữ bị mất đi người thân yêu trong một vụ tai nạn giao thông do lỗi của người khác. Ban đầu, cô đã bị nhấn chìm trong đau khổ và thù hận đối với người đã gây ra cái chết của người thân mình. Mỗi khi nghĩ về người gây tai nạn, cảm giác căm hờn và bất công lại trỗi dậy, làm cho cô không thể ngủ ngon và sống yên bình. Cô đã sống trong sự đau khổ và ám ảnh suốt nhiều năm. Nhưng rồi, cô nhận ra rằng việc ôm giữ hận thù không thay đổi được gì và chỉ làm cuộc sống của cô thêm mệt mỏi. Cô quyết định tha thứ. Điều này không có nghĩa là cô bỏ qua trách nhiệm của người gây ra tai nạn, nhưng bằng cách tha thứ, cô đã giải phóng bản thân khỏi sự đau khổ. Tha thứ giúp cô lấy lại cuộc sống, bình an và cảm nhận lại niềm vui trong cuộc sống. Tha thứ không phải là một hành động dễ dàng. Nhiều người nhầm lẫn giữa tha thứ và sự yếu đuối. Thực tế, tha thứ là một hành động mạnh mẽ và cần có sự can đảm. Nó đòi hỏi chúng ta vượt qua lòng tự ái, vượt qua sự tức giận và nỗi đau để mở lòng chấp nhận và buông bỏ. Tha thứ là hành trình của sự tự do nội tâm, nơi mà ta không còn để cảm xúc tiêu cực chi phối cuộc sống của mình. Để thực sự sống với lòng từ bi và sự tha thứ, chúng ta cần rèn luyện tâm trí mỗi ngày. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để phát triển lòng từ bi là thực hành thiền metta, hay còn gọi là thiền tâm từ. Khi thực hành thiền metta, ta gửi lời chúc phúc và tình yêu thương đến chính mình, người thân, bạn bè, thậm chí cả những người gây tổn thương cho mình. Bằng cách này, ta dần dần mở rộng lòng từ bi và giảm bớt sự thù hận. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi thiền, hít thở sâu và thả lỏng cơ thể. Bạn bắt đầu bằng việc gửi những lời chúc tốt lành cho bản thân, cầu mong tôi được an lạc, khỏe mạnh và hạnh phúc. Sau đó, bạn nghĩ về những người thân yêu, gửi lời chúc cho họ, cầu mong họ được an lạc, khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi đã thấy lòng mình mở rộng, bạn tiếp tục gửi tình thương cho những người xa lạ và thậm chí là những người đã làm tổn thương bạn, cầu mong họ cũng được an lạc, khỏe mạnh và hạnh phúc. Ban đầu, bạn có thể cảm thấy khó khăn khi gửi lời chúc phúc cho người đã gây tổn thương cho mình, nhưng qua thời gian, bạn sẽ thấy lòng mình dần nhẹ nhàng hơn. Những cảm xúc hận thù sẽ tan biến và thay vào đó là sự bình an sâu sắc. Lòng từ bi không chỉ giúp ta buông bỏ thù hận mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối diện với xung đột, thay vì tức giận và phản ứng gay gắt, ta có thể học cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương. Ví dụ, trong một cuộc tranh cãi với đồng nghiệp, thay vì phản ứng bằng sự giận dữ và oán trách,
ta có thể dừng lại, hít thở sâu và nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác. Hành động nhỏ này không chỉ giúp xoa dịu mâu thuẫn mà còn tạo ra không gian cho sự thấu hiểu và giải quyết vấn đề một cách tích cực. Một ví dụ khác là trong mối quan hệ gia đình. Khi một thành viên trong gia đình làm tổn thương bạn, thay vì để sự tổn thương ấy biến thành sự thù hận kéo dài, bạn có thể áp dụng lòng từ bi và tha thứ. Bằng cách lắng nghe, thấu hiểu và chấp nhận rằng ai cũng có thể phạm sai lầm, bạn giúp duy trì mối quan hệ gia đình ấm áp và đầy tình thương. Những người thân yêu là những người gần gũi với ta nhất, nhưng cũng là những người dễ làm tổn thương ta nhất. Chính vì thế, lòng từ bi và sự tha thứ trong gia đình là điều cần thiết để xây dựng một môi trường hòa thuận và yêu thương. Không chỉ trong gia đình và công việc, lòng từ bi và tha thứ còn mang lại lợi ích lớn trong cộng đồng và xã hội. Khi chúng ta đối xử với người khác bằng lòng từ bi, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường sống hòa hợp hơn, giảm bớt mâu thuẫn và xung đột. Ví dụ, khi ta gặp ai đó có hành động không đúng đắn trong cộng đồng, thay vì phán xét và chỉ trích họ, ta có thể thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ để thấu hiểu. Điều này giúp xây dựng một cộng đồng biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Tha thứ và lòng từ bi không chỉ là cách để giải thoát khỏi hận thù mà còn là con đường để chúng ta đạt được sự bình yên và hạnh phúc lâu dài. Khi ta thực hành lòng từ bi và tha thứ, ta không chỉ giúp người khác mà còn làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, an lành và tự do hơn. Những cảm xúc tiêu cực như hận thù, oán giận và đau khổ sẽ không còn sức mạnh để kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Thay vào đó, ta sẽ sống một cuộc đời đầy yêu thương, hòa hợp và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, tha thứ là món quà bạn dành tặng cho chính mình, không phải cho người khác. Khi bạn tha thứ, bạn đang cho phép bản thân rời khỏi những gánh nặng của quá khứ, bước vào một tương lai với trái tim rộng mở và tâm hồn bình yên. Tha thứ là sự giải thoát, là cách bạn lấy lại sự bình yên trong tâm hồn, và là bước đầu tiên để sống với lòng từ bi đích thực. Thực hành tâm từ và xây dựng cuộc sống an lạc. Thực hành lòng từ bi và xây dựng một cuộc sống an lạc không chỉ là điều Đức Phật dạy, mà còn là phương pháp để chúng ta thoát khỏi những đau khổ, hận thù trong cuộc sống. Bài kệ, nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi, đã chỉ rõ rằng việc giữ chặt những cảm xúc tiêu cực chỉ làm chúng ta thêm khổ đau. Vậy làm thế nào để có thể buông bỏ, hướng đến một cuộc sống bình an? Hãy bắt đầu với việc thực hành tâm từ và xây dựng lối sống dựa trên sự yêu thương và tha thứ. Phương pháp thực hành tâm từ Metta. Tâm từ, hay còn gọi là Metta, trong tiếng Pali, là sự yêu thương, lòng tốt và lòng nhân từ đối với mọi sinh linh. Thực hành tâm từ là cách giúp ta mở rộng lòng mình, từ bỏ những cảm xúc tiêu cực, và nuôi dưỡng tình thương vô điều kiện. Để thực hành Metta, không nhất thiết phải ngồi thiền trong nhiều giờ liền, mà điều quan trọng là rèn luyện từng ngày, từng khoảnh khắc. Bắt đầu từ việc yêu thương bản thân, nhiều người nghĩ rằng lòng từ bi chỉ dành cho người khác, nhưng trước hết chúng ta phải học cách yêu thương và chăm sóc chính mình. Điều này không có nghĩa là ích kỷ, mà là việc chấp nhận những khuyết điểm, sai lầm của bản thân và đối xử với mình bằng sự bao dung. Khi bạn đối xử tốt với bản thân, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để mở lòng với người khác. Hãy ngồi xuống một chỗ yên tĩnh, nhắm mắt lại và bắt đầu thở đều. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chính mình, mong tôi được hạnh phúc. Mong tôi được an lạc, mong tôi được bình yên. Hãy lặp lại những câu này và cảm nhận lòng từ bi lan tỏa từ trong tim mình. Sau đó, mở rộng những lời chúc này đến những người thân yêu, rồi từ từ đến những người mà bạn không quen biết, và thậm chí là những người mà bạn có cảm xúc tiêu cực. Điều này có thể không dễ dàng, đặc biệt là đối với những người đã gây tổn thương cho bạn, nhưng đó chính là bước đầu để buông bỏ thù hận. Ví dụ, hãy nghĩ đến một người đã từng làm bạn tổn thương, có thể là một đồng nghiệp nói xấu bạn hoặc một người thân đã làm điều gì đó khiến bạn buồn lòng. Trong quá trình thực hành Metta, thay vì nuôi dưỡng cảm giác hận thù, bạn hãy nghĩ về người đó với lòng từ bi. Hãy gửi đến họ những lời chúc, mong anh chị được hạnh phúc. Mong anh chị được an lạc. Khi lặp lại những lời chúc này, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác căm ghét, giận dữ như trước nữa. Xây dựng cuộc sống không thù hận. Để xây dựng một cuộc sống không thù hận, chúng ta cần hiểu rằng cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, thử thách, và không ai trong chúng ta hoàn hảo.
Mỗi người đều có thể mắc sai lầm, thậm chí có thể làm tổn thương người khác, nhưng điều quan trọng là chúng ta không nên để những sai lầm của người khác làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Một cách để giữ cho cuộc sống không bị thù hận xâm chiếm là luôn nhớ rằng mọi người đều có hoàn cảnh riêng, và đôi khi hành động của họ xuất phát từ những nỗi đau mà chính họ cũng không thể kiểm soát. Thay vì phản ứng tức thời bằng sự tức giận, hãy học cách hiểu và thông cảm. Ví dụ, khi bạn bị ai đó chỉ trích hoặc làm tổn thương, thay vì phản ứng lại bằng cách thù ghét và tìm cách trả thù, hãy tự hỏi, người này có thể đang phải đối mặt với điều gì trong cuộc sống của họ. Cách tiếp cận này không chỉ giúp bạn tránh được xung đột, mà còn tạo ra một môi trường tích cực hơn trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta thực hành lòng từ bi, chúng ta cũng bắt đầu nhìn nhận mọi vấn đề dưới một góc độ khác. Thay vì coi những người làm tổn thương mình là kẻ thù, chúng ta thấy họ chỉ là những con người đang gặp khó khăn, và họ cũng xứng đáng nhận được sự thông cảm. Điều này không có nghĩa là bạn chấp nhận mọi hành vi sai trái, mà là bạn không để hành vi của họ làm mất đi sự bình yên trong tâm hồn mình. Sức mạnh của tha thứ. Tha thứ không phải là việc dễ dàng. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ đồng nghĩa với việc chấp nhận điều sai trái hoặc yếu đuối. Nhưng thực tế, tha thứ là hành động mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể làm để giải phóng bản thân khỏi sự trói buộc của quá khứ. Khi chúng ta không thể tha thứ, chúng ta giữ trong mình những vết thương, những ký ức đau buồn và điều đó khiến chúng ta không thể sống trọn vẹn ở hiện tại. Tha thứ giúp chúng ta không chỉ giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, mà còn cho phép chúng ta tiếp tục tiến bước, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một câu chuyện về tha thứ nổi tiếng là câu chuyện của Nelson Mandela. Sau khi bị giam cầm suốt 27 năm vì đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc, Mandela đã bước ra khỏi nhà tù và trở thành biểu tượng của sự tha thứ. Thay vì nuôi dưỡng hận thù đối với những người đã áp bức mình, ông đã chọn con đường hòa giải, hướng tới một tương lai chung cho cả dân tộc Nam Phi. Ông từng nói, hận thù giống như uống thuốc độc và chờ đợi kẻ thù của bạn chết. Nhưng cuối cùng, chính bạn mới là người bị tổn thương. Chúng ta không cần phải trải qua những tình huống khắc nghiệt như Mandela mới hiểu được sức mạnh của tha thứ. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi lần chúng ta tha thứ, dù là một chuyện nhỏ nhặt như một cuộc cãi vã với đồng nghiệp, hay một sự tổn thương sâu sắc trong gia đình, chúng ta đều đang tạo ra sự thay đổi tích cực cho chính mình. Sống với sự bình an và hạnh phúc, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu và an lạc hơn rất nhiều khi chúng ta biết buông bỏ thù hận, thực hành lòng từ bi và tha thứ. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, oán hận chỉ là gánh nặng làm cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Khi không còn giữ những cảm xúc đó, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn trong mọi mối quan hệ và tình huống. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn giống như một chiếc thuyền đang di chuyển trên biển. Nếu bạn chất đầy thù hận, giận dữ lên thuyền, nó sẽ ngày càng nặng nề và khó di chuyển. Nhưng nếu bạn biết cách gỡ bỏ những gánh nặng ấy, chiếc thuyền của bạn sẽ lướt đi nhẹ nhàng, và bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của biển cả, của cuộc sống. Một người mẹ từng kể câu chuyện về việc tha thứ người cha đã bỏ rơi mình khi cô còn nhỏ. Ban đầu, cô cảm thấy giận dữ và oán hận, và điều này đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô, từ công việc, các mối quan hệ đến cảm xúc cá nhân. Nhưng sau nhiều năm sống trong đau khổ, cô quyết định tha thứ cho cha mình, không phải vì ông xứng đáng được tha thứ, mà vì cô xứng đáng với sự bình yên trong lòng. Kể từ khi tha thứ, cô cảm thấy nhẹ nhàng, giải thoát khỏi gánh nặng của quá khứ và có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, tổn thương từ người khác. Nhưng thay vì ôm giữ những cảm xúc tiêu cực, hãy học cách tha thứ, mở lòng và sống với sự từ bi. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình yên thực sự và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, an lạc. Cuối cùng, nhớ rằng hành trình sống không hận thù là một hành trình không có đích đến cụ thể. Đó là một quá trình học hỏi và thực hành hàng ngày. Mỗi ngày, chúng ta đều có cơ hội để chọn tha thứ, để yêu thương và để sống một cuộc sống không còn bị chi phối bởi hận thù. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể thực sự trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn và an lành. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 3 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người.
Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 4. Phẩm song yếu.